với sự chia cặp của thí sinh Trần Ngọc Đỉnh ở tuần trước. Đêm nay, 10 thí sinh chia thành 5 cặp đôi sẽ đến với đêm thi đối đầu để tìm ra 6 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm bán kết. Cơ hội chia đều cho các thí sinh. Ai sẽ thể hiện thật tốt để giành lấy cơ hội bước vào vòng trong? Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mà ngỡ con tàu vô sóng bờ xa. Nghĩ non sao tiếng nhạn kêu chiều. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Cảm ơn lời em hứa dẫu xa vời, nhưng vì yêu ta vẫn tin ngày mai. Khi mà họ đứng trên sân khấu á, cái sự tỏa sáng đó không phải là trong bài hát mà trong ánh mắt, trong con người. Bài hát đó nó sẽ được tôn vinh là do cái cách thể hiện của mình. Có những nụ cười, cũng có cả những giọt nước mắt. Liệu có bất ngờ nào sẽ xảy ra? Ngay bây giờ, cùng đến với đêm thi đối đầu. Nhà nông tự tình 2023. Thưa quý vị, một tuần trôi rất mau, những giai điệu đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Và hôm nay, các thí sinh của chúng ta sẽ trải qua một thử thách mới, đó là vòng thi đối đầu nhà nông tự tình. Xin được chân thành cảm ơn công ty sáng tạo và giải pháp truyền thông số Á Châu thực hiện chương trình Nhà Nông Tự Tin. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhà Nông Tự Tin, quý vị biết đó, nhớ nha, 20 giờ, tức là 8 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý vị đừng quên mỗi tuần vào tối thứ Bảy lúc 21 giờ 20 trên kênh truyền hình Phú Thọ. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn đơn vị quảng cáo truyền thông chính, đó chính là công ty cổ phần phân bón miền Nam. Bên cạnh đó, đơn vị quảng cáo truyền thông đồng hành có công ty cổ phần và công nghiệp cao su miền Nam cùng với công ty cổ phần Superphosphat và hóa chất Lâm Thao. Thưa quý vị, và bây giờ tất cả đều được sẵn sàng. Một tràng pháo tay để chào đón các thành viên ban giám khảo của vòng thi này. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Cùng với nghệ sĩ Kim Tử Long ngày hôm nay, đó là giám khảo Hàm Lê Trương. Xin giới thiệu quý vị và các bạn, nữ giám khảo Kim ca sĩ Thảo Trang. Mời ban giám khảo vào vị trí của mình, chúng ta sẽ cùng trao đổi những niềm vui đặc biệt của chương trình hôm nay. Một tràng pháo tay chúc mừng ban giám khảo. Cảm xúc của Thảo Trang khi được tham gia lời mời với Nhà Nông Tự Tình, đến giây phút này bạn nghĩ như thế nào? Dạ, hôm nay Thảo Trang rất là hạnh phúc, rất là vinh dự khi được ngồi ở đây, được gặp gỡ những idol của mình, anh Kim Tử Long, anh Thanh Bạch, và gặp lại người em Hàm Lê Trương. Và Trang biết chắc chắn là những thí sinh ở đây đã đi được đến vòng này là rất là xuất sắc rồi. Thì sẽ mong chờ những phần trình diễn thiệt là xuất sắc của các bạn. Xin cảm ơn, xin mời Hàm Lê Trương. Đến bây giờ thì em thật sự là xem đây là một cái gia đình, và nếu mà ai phải ra về em cũng đều rất là đau lòng. Tuy nhiên bên cạnh đó em biết là các anh chị hát rất là hay, và em thì không rành nghề nông lắm, nhưng mà em biết có một cái loại cây ghép ghép cành, đúng không chú? Đúng rồi. Thì mình có thể ví von cái tiết mục song ca nó giống như vậy, để xem hôm nay các anh chị sẽ nở hoa như thế nào. Xin mời giám khảo Kim Tử Long, giám khảo xuyên suốt từ đầu tới bây giờ. Đến cái tập này á, thật sự là Long rất là hoang mang, vì các bạn, các cô, các chú ai cũng có một cái sở trường và một cái giọng hát rất là đặc biệt. Để đến với chương trình này thì cái cảm xúc mà khi các cô, các chú hát ở trên đó đó, mình có cảm giác như là ô, tại sao những người nhà nông lại ca hay như vậy? Mình cũng không biết tại sao luôn. Tại vì thí dụ như là Hamlet nè, hoặc là Trang nè, hoặc là Long nè, có cái niềm đam mê từ nhỏ, thì mình mới bắt đầu mình đi học thanh nhạc, rồi mình học trường, rồi lớp, và qua biết bao nhiêu năm thì mới được trở thành một ca sĩ. Nhưng mà các cô, các chú là đam mê bằng trái tim, mà khi mà bước lên sân khấu có một cái gì đó, nó cái hồn của âm nhạc, cái hồn của một cái tâm hồn của người nghệ sĩ á, nó tỏa sáng lên,
và ngày hôm nay đối đầu từng cặp như vậy làm cho Lâm có cảm giác như là nó nuối tiếc. Phải chi các cô các chú được vô hết trong cái đêm chung kết luôn thì trời ơi hạnh phúc biết bao nhiêu, tại vì toàn là những người ca hay mà có tâm hồn yêu văn nghệ thật là to lớn. Chúc cho tất cả các thí sinh hôm nay sẽ tỏa sáng, dù cho ai có đi về hay là bước vào trong thì trong lòng của tất cả khán giả bộ điệu đang xem truyền hình và trong lòng của ban giám khảo luôn luôn yêu mến và trân trọng cái tình yêu của tất cả các anh chị trong chương trình Nhà Nam Tuyệt Tình. Xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Kim Tử Long và tất cả thành viên ban giám khảo. Thưa quý vị, luật chơi vòng thi đối đầu như sau. Luật chơi, mỗi cặp thí sinh sẽ cùng song ca một ca khúc. Kết thúc phần trình diễn, khán giả sẽ tiến hành bình chọn cho thí sinh. Trong đêm thi này, ban giám khảo sẽ không chấm điểm. 100% tỷ lệ bình chọn đến từ khán giả. Thí sinh nào có tỷ lệ bình chọn từ 80 trở lên sẽ được bước vào vòng trong. Và thưa quý vị, cho phép chúng tôi giới thiệu ngay sau đây, thí sinh số 1 Trần Ngọc Đỉnh đã ghép đôi cho tất cả các cặp khác và chọn luôn cho người đối đầu với mình, đó là bạn Lê Bá Duy. Và bây giờ người số 1 sẽ lên tiết mục đầu tiên để mời quý vị cùng thưởng thức Việt Nam Trong Tôi Là, một sáng tác của Yến Lê với phần dự thi của đôi song ca Trần Ngọc Đỉnh và Lê Bá Duy. Xin mời. Phân bón miền Nam hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sinh ra từ đây ơi à ơi à từng câu dân ca đưa tôi vào từng giấc ngủ say. Yêu nhau cười áo ơi à cho nhau về nhà mẹ hỏi ơi à qua cầu gió bay nước xanh ôi là nước trong xanh cuộc tình là con cá lặn. Cái duyên có á du hơi lời du cho tôi lớn lên màu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam bên trời hôm nay xung vầy chung Bắc Nam Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca nơi tôi sinh ra tự hào biết mấy máu đỏ da vàng tôi là người Việt Nam dù đi năm châu cho dù về nơi đâu trong trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam à, Việt Nam trong tôi là
ngàn khúc dân ca, đưa tôi sinh ra tự hào biết mãi. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu, cho dù về nơi đâu, trong trái tim này cùng hát chung câu Việt Nam. Quý vị, và bây giờ thời gian 30 giây bình chọn cho hai thí sinh Trần Ngọc Đỉnh và Lê Bá Duy xin được phép bắt đầu. Thời gian bình chọn đã hết. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long hãy chia sẻ. Ngày hôm nay thật sự là hai em mở đầu một cái ca khúc mà làm cho anh cảm thấy rất là tự hào. Bài hát này nó làm cho cái cảm xúc của mình yêu đất nước Việt Nam mình quá trời. Thì cái bài hát này đó nó hợp với Đỉnh nhiều hơn. Giọng hát của Đỉnh làm chủ bài hát này. Còn Duy, thật sự là anh không ngờ hôm nay em lại hát cái bài hát này. Nó cũng không kém gì Đỉnh, vì em là dòng nhạc khác. Em là bolero, dân ca, nhạc nhẹ. Nhưng mà để vào một cái giai điệu này đó, thì anh nghĩ rằng là chất giọng phải dày, phải cao, phải nghe là bay bổng thì mới hợp cái bài hát này. Nhưng mà không ngờ em làm cũng rất là tốt luôn, nhất là những cái đoạn mà em bè. Thì anh nghĩ rằng một người nông dân không học trường lớp nào hết mà hát bè như vậy là quá tốt rồi. Chúc cho hai bạn sẽ được vé bước vào vòng trong. Xin cảm ơn. Xin mời giám khảo tiếp theo ạ. Hai người có một cái màu giọng nó khá tương đồng với nhau và nó cũng hợp với cái bài hát này luôn. Tuy nhiên ở trong bài hát này thì tinh thần hát của anh Đỉnh tốt hơn từ đầu cho tới cuối. Điểm sáng của anh Duy là cái đoạn mà hò miền Nam á. Quê hương tôi này, tôi sinh ra từ đây. Đó là một điểm sáng, nhưng mà với cả bài thì vẫn còn nhiều chỗ nó hơi lúng túng và anh hơi hiền so với cái bài hát này. Còn anh Đỉnh được ngay từ cái câu đầu tiên thì anh Đỉnh đã thể hiện cái tinh thần của mình hát và cái sự tận hưởng ở cái sân khấu này. Cho nên cùng một cái phần hát chia câu có thể đều nhau, nhưng khán giả sẽ có cảm giác là anh Đỉnh thoải mái hơn, ổn định hơn và có không gian thể hiện nhiều hơn. Xin cảm ơn Hàm Lệ Trường và xin mời giám khảo Thảo Trang. Tuy là Duy có một chút gì đó hơi rụt rè hơn Đỉnh ở trong cái phần trình diễn này, nhưng mà khi đã vào cái bài hát rồi thì bạn đã thể hiện hết cái khả năng của mình để có thể hòa quyện được với Đỉnh. Đỉnh là người của miền Bắc và bạn đã quá quen thuộc với những cái giai điệu này. Trang nhìn thấy được Duy đã cố gắng rất nhiều. Ví dụ như có những cái luyến của miền Bắc rất khó nha, rất là khó, nhưng mà bạn đã hoàn thành rất là tốt. Thì Trang nghĩ bạn cũng đã tập luyện rất nhiều rồi. Dĩ nhiên cái phần nhỉnh hơn là thuộc về Đỉnh, cái điều này là không có ai bàn cãi nữa. Trang nhìn thấy đây là một cái phần trình diễn song ca xuất sắc. Xin cảm ơn giám khảo Thảo Trang. Thưa quý vị, và bây giờ thì kết quả bình chọn, và nếu như đạt được từ 80% trở lên, hai thí sinh sẽ đi thẳng vào vòng trong. Còn kết quả khác hay như thế nào, mời quý vị cùng bắt đầu hướng về màn hình theo dõi. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả bình chọn từ khán giả trường quay với hai thí sinh Đỉnh và Duy như thế nào? Bắt đầu! We'll be right back.
thí sinh Trần Ngọc Đỉnh 92%. Ở lại an toàn. Và tiếp theo, thí sinh Lê Bá Duy đặt bình chọn là 94%. Chúc mừng hai thí sinh chúng ta đi thẳng vào vòng trong. Mạnh mẽ lên. Xin cảm ơn và hai bạn về chỗ ạ. Nhà nông Đặng Quang Bình là một trong hai thí sinh nhận được chiếc mic vàng từ ban giám khảo và đi thẳng vào vòng đối đầu đêm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ là một ca khúc được mang tên Cảm ơn một niềm đau, một sáng tác của Nguyễn Minh Anh. Mời quý vị cùng chào đón thí sinh Đặng Quang Bình và Dương Trung Hiếu. Sớm mai thức giấc ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây âm thầm quên trôi làm gợn mưa giăng lối nhỏ êm về. Cảm ơn từng chiều hoàng hôn phai nắng cho gió lên ngàn sóng vỗ sâu xa. Cảm ơn bờ cát trắng vừa in sâu và chân ai vội vã bước vô tình. Cảm ơn người trong phút giây mặn nồng đã dặn lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn lần ân ái chưa đông đời vẫn giả vờ như trái tim còn yêu. Cảm ơn lời em hứa giao xa vời nhưng vì yêu ta vẫn tin ngày mai. Cảm ơn đời để thái với nhẹ lòng cho tròn tay những lúc ta còn nhớ. Cảm ơn người vì những lời gian dối cho nỗi đau lành những vết thương sâu. Cảm ơn tình mong manh từ sương khói để yêu thương một nửa mãi đi tìm. Cảm ơn điều nhà buồn trong đêm vắng nghe vẫn vương tình khúc cũ xa xăm. Cảm ơn ngày chưa qua đêm chưa tới để con tim vừa chợt nhớ một người. Cảm ơn người trong phút giây màn nồng đã dặn lòng không nhớ thêm một ai. Cảm ơn lần ân ái chưa đông đời vẫn giả vờ như trái tim còn yêu. Cảm ơn lời em hứa dẫu xa vời nhưng vì yêu ta vẫn tin ngày mai. Cảm ơn đời để thái vỡ nhẹ lòng cho tròn tay những lúc ta còn nhau. Cảm ơn nơi chẳng ai xa vời nhưng vì yêu ta vỡ tin ngày mai. Cảm ơn lần ân ái chưa đông đầy vẫn giả vờ như trái tim còn yêu. Cảm ơn lời em hứa dẫu xa vời nhưng vì yêu ta vỡ tin ngày mai. Cảm ơn đời để thấy vơi nhẹ lòng cho tròn tên những lúc ta còn nhớ. Và thời gian bình chọn 30 giây xin được phép bắt đầu. Và xin mời Thảo Trang có ý kiến.
Em chúc mừng cho cái phần trình diễn, em không gọi là phần thi nữa, một phần trình diễn song ca rất là thành công. Anh Hiếu rõ ràng là có cái sự nổi trội hơn, và em cũng đặc biệt rất là thích cái chất giọng của anh, rất là đặc biệt. Nhưng mà anh Bình cũng hát hay không kém, cho nên em nghĩ khán giả ở đây cũng sẽ hơi khổ, tại vì sẽ không biết sao để bình không chọn lựa thế nào. Và em nghĩ là tất cả mọi người ngồi ở đây, ai mà đều phải bình chọn mà để ra về thì đều rất là buồn. Mong muốn tất cả mọi người đều được vô hết. Thầm Lê Trương, mong là khán giả sẽ giữ lại hai anh. Anh Hiếu thì giống như một cơn sóng dữ, anh Bình thì giống một cơn sóng ngầm. Hai người đứng đó mà tạo nên một cái bức tranh về đại dương bằng tiếng hát của mình, thu hút tất cả mọi người vào không gian của mình. Ôi, em mê cái tiết mục này quá, không biết nói gì hơn. Dạ, xin mời giám khảo Kim Tiểu Long. Với Kim Tiểu Long thì Bình đã làm xuất sắc trong ca khúc này. Chất giọng rất ngọt ngào, ca rất chuẩn. Còn đối với Hiếu, cái này là anh góp ý em thôi nha, chứ không phải là chê nha. Em hát giọng rất tốt, chị Thảo Trang khen em rất tốt. Nhưng mà em nên nhớ một điều, khi mình song ca, mình phải nghe kỹ cái lỗ tai của mình. Khi mà em ca cái điệp khúc, em có cảm giác như em hồ hởi hơn, em muốn làm cho cái chỗ đó nó tỏa sáng hơn, thì vô tình cái hơi của em nó nhõng lên tí, thành thử ra cái độ cao của em nó nhín lên một chút xíu. Trong khi đó anh Bình thì lại giữ được cái cột hơi và chuẩn với cái dây. Còn em thì cái chỗ đó em cảm ơn đời đó, em dùng lực của em để em có thể em phô trương. Nhưng mình dùng lực thì mình phải biết kềm lại để cho nó ăn với dây. Người ta thường nói là chinh dây đó nha. Mình phải nghe cho kỹ cái đó. Cái khuyết điểm khi mà mình song ca, mình song ca với cái người ta là mình phải làm sao chỉnh dây với ta. Chẳng thà là mình ca bè nha. Nhưng mà ngày hôm nay em là một giọng ca trữ tình bolero, mà em hát bài hát này như vậy thì cũng quá tuyệt vời rồi. Là mong rằng màn nhung sẽ được mở ra cho hai bạn. Chúc hai bạn thành công. Và thưa quý vị, anh cho một chút xíu lời ru lại cho mọi người đi anh, để mọi người cảm nhận được. Thảo Trang phải nghe trực tiếp mới được, chứ nghe qua tivi thì không cảm nhận được hết nữa đó. Lời ru bay bồng cánh diều, thân cò lặn lội mấy chiều sáng son. Lời ru ai đò ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Thấy chưa? Đỡ lần nào mà ban giám khảo lại ngồi yên Hamlet Trương, cho một tràng pháo tay, hát giọng cổ cải lương. Anh hứa với em, nếu mình nên duyên nên nợ, thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Tài sức ngang nhau mà hát thiệt hết lòng. Xin cảm ơn Đông Từ Tình. Thưa quý vị, và bây giờ việc gì đến phải đến, màn nhung đóng lại để chờ xem kết quả bình chọn từ khán giả trường quay với đôi song ca đối đầu này, Đặng Quang Bình, Dương Trung Hiếu. Thưa quý vị, màn nhung mở ra có nghĩa là đã có kết quả bình chọn. Dưới 80%, một trong hai thí sinh sẽ rời khỏi sân khấu, chỉ còn thí sinh còn lại. Cũng có trường hợp xảy ra, mở màn ra, không còn thí sinh nào cả vì khán giả bình chọn không đủ 80%. Còn trường hợp đầu tiên thì vì trên 80% cả hai thí sinh nên còn đủ trên sân khấu. Bây giờ xin được công bố kết quả bình chọn từ khán giả của hai thí sinh Quang Bình và Trung Hiếu. Đặng Quang Bình 86%, thí sinh Dương Trung Hiếu 80%. Chúc mừng. Trời ơi. Thưa quý vị, như vậy hai thí sinh sẽ được chúc mừng vào vòng tiếp theo. Đặng Quang Bình, Dương Trung Hiếu.
Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ hai nữ nhà nông duy nhất của vòng thi này, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Hồng Thắm, với ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi, một sáng tác của nhạc sĩ Đồng Thiên Đức. Mời quý vị dành một tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt. Dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Chơi vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. À, hay quá. Đêm mây đang ngủ chưa? Ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dành nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi em dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì, đau vì duyên mình đã xa. Chưa sầu đã vội đổ vỡ. Thì em thích một mình nhưng giờ cô đơn. Dù đã từng nói như thế, có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình em với những đêm dài. Nghĩ đi anh. Đâu ai chung tình được mãi. Giờ cô đơn, dù đã
tình đưa mơ. Khán giả yêu hai thí sinh của chúng tôi, 30 giây bình chọn bắt đầu. Thời gian bình chọn vừa kết thúc. Thưa quý vị, sắc đẹp của hai cô sẽ được hai ban giám khảo nam nhận định. Nhưng thôi, mình bỏ qua phần sắc đẹp, mình đi vào chuyên môn đi hâm hết chương ha. Ở tuần trước á, mọi người cứ sợ là mình chia nữ vào hát với nhau thì mình sẽ không còn nữ ở trong vòng chung kết nữa. Nhưng mà em lại thấy lựa chọn này của anh Đỉnh khá là sáng suốt. Bởi vì mình có được một cái tiết mục nó rất là hoàn hảo cho cả hai chị. Và cái bài hát này chị Lan chọn cho hai chị cũng cực kỳ hợp với giọng của hai chị luôn. Kể cả Chi Bè ở dưới mọi người nghe vẫn rất hòa quyện, tình cảm dịu dàng. Tuy nhiên ở phía chị Thấm em thấy là nửa bài đầu nó vẫn còn hơi kẹt kẹt lại, cái gì đó nó chưa thoát ra hết được. Nửa sau thì chị làm tốt hơn. Về phía cá nhân em thôi, bài hát này em nghiêng về chị Thúy. Xin cảm ơn. Cơ bản cái bài hát này thì nó sẽ phù hợp để đơn ca hơn, nhưng cũng có nhiều đất để cho chúng ta khai thác từ song ca. Khi em nhìn thấy hai chị trình diễn thì đây như là một cái phần đối đầu đúng mực, khi mà mình bè phối cùng nhau, người hát một người bè, và những cái phần bè, những cái quãng rất là khó mà các chị vẫn giữ được lập trường, vẫn vào đúng những cái cao độ của những cái bè như vậy, thực sự rất là nể. Và Thảo Trang xin chúc mừng cho cái phần trình diễn của hai chị. Giám khảo xin chị Lâm. Hai bạn hôm nay là quá tuyệt vời rồi. Thắm ơi. Dạ. Từ ngày em đám cưới là anh thấy em khác hay hơn. Hình như là em có cái niềm vui, hưng phấn, rồi nghĩa là tình yêu của chồng em dành cho em sao đó. Mà em ca hay quá trời. Giọng của Thúy thì đúng là hai người này cái chất giọng nó không phải là giống nhau. Một người thì giọng hơi mỏng, một người thì giọng gọi là thổ hơn. Nhưng mà khi kết hợp với bài hát này nó rất là hòa quyện. Tôi ngồi đây tôi nghe, tôi cứ tưởng là tôi đang ngồi ở một cái phòng trà nào đó, chứ không phải là tôi đang ở trong một chương trình nhà nông tự tình. Vì hai bạn có một cái chất giọng rất chuyên nghiệp. Nếu như các bạn mà được trau dồi, học hỏi thanh nhạc kỹ hơn nữa, có trường lớp hơn nữa, thì chắc chắn rằng hai giọng hát này sẽ trở thành là hai giọng hát ngôi sao. Chúc cho hai bạn thành công trong chương trình Nhà Nông Tự Tình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ phần công bố số điểm của hai thí sinh, số phần trăm có đạt từ 80% trở lên hay không. Màn đỏ từ từ khép lại. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta xem kết quả của cặp đôi thứ ba Thanh Thúy Hồng Thắm. Kết quả như thế nào từ bình chọn của ban giám khảo? Màn đỏ bắt đầu mở ra. Quý vị và các bạn, kết quả bình chọn từ ban giám khảo: Nguyễn Thị Thanh Thúy 72% và Đỗ Thị Hồng Thắm 80%. Chúc mừng em trở về vị trí của mình. Thưa quý vị và các bạn, và cặp thi thứ tư đó là sáng tác Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy, qua phần trình diễn song ca của Y Ploy và Nguyễn Văn Đông. Xanh xanh lũy tre quê hương tuổi thơ, đi qua đời tôi đường làng quanh co, sông thu êm đềm thả diều đá bông, nắng cháy giữa đò biển trời mênh mông. Tôi nhớ ngày ấy tiếng tu gọi, thấy nhớ
xa quê hương. Bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con yêu hiu chưa hè, bồ lúa nước lũ bắt cá xa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ. Cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ. Câu chuyện cũ mẹ kể năm nào. Quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con yêu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắt cá xa đường. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ. Cho tôi tìm lại, cho tôi một đời. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ. Những câu chuyện cũ mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Quý vị, và bây giờ còn chần chờ gì nữa, xin mời nhanh chóng bình chọn cho thí sinh Eploy và Nguyễn Văn Đông với Ngày ấy đâu rồi, quê hương tuổi thơ tôi của nhạc sĩ Tường Vy. Bắt đầu. Thời gian đã hết, một tràng pháo tay chúc mừng cho các thí sinh chúng ta đã hoàn thành bài thi của mình xuất sắc. Xin mời tự chia sẻ từ giám khảo Kim Tử Long ạ. Hôm nay thì với một ca khúc này tôi nghĩ rằng không làm khó với Đông. Anh Eploy, anh hát bài này rất là tình cảm. Lúc đầu thì hơi bị lép với cái giọng của Đông, sau đó thì bắt đầu lấy lại quân bình thì anh hát rất tốt. Và cái nụ cười của anh khi mà anh hát bài hát này nó tỏa sáng lên, nó làm cho cái người nghe đó cảm giác như anh là một người nông dân thay mặt cho tất cả bà con của buôn làng của anh để anh hát bài hát này tặng cho nhà nông tự tình. Long hy vọng rằng là ai có vào trong hay không đi nữa đó, thì đối với trong trái tim của Long á, Long rất quý trọng hai giọng hát này, Đông và anh Eploy. Cho Long gửi lời thăm 7 đứa con của anh, gửi lời thăm mẹ và 2 đứa con của Đông. Mong rằng sau khi gia đình mình xem chương trình Nhà Nông Tự Tình này rồi, sẽ tự hào khi thấy người bố, người cha, người con của mình đã làm được những gì mà họ không thể tưởng tượng nghĩ ra khi mà các bạn đã làm thành công. Chúc các bạn sẽ có một kết quả thật tốt. Dạ.
Xin mời tiếp lời của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long ạ. Em rất là đồng ý với lại ý kiến của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Có thể là ca khúc này nó hơi làm khó anh Eploy một chút, nhưng mà cái sự lúng túng đó của anh á, nó rất là dễ thương. Và nó làm cho bài hát này có hai cái thái cực đối lập nhau, một sự hồn nhiên bên cạnh một cái sự nồng nàn. Khi mà hai anh trình diễn cái hình ảnh những cái gì ấu thơ nhất đó, nó chạy trong đầu em, thì em nghĩ một cái tiết mục như vậy là rất là thành công. Dành lời khen cho anh Đông với cái chất giọng mà trầm ấm của mình, thì bài hát này đúng là không làm khó được anh, và anh đã chinh phục được bài hát này. Xin chúc mừng cả hai anh ạ. Thảo Trang nói gì đây, xin mời em. Khi mà mình đi tham gia một cái chương trình thì chắc chắn là sẽ có những cái đêm mình hát những cái bài sở trường của mình, và có những đêm nó không thuộc sở trường của mình. Nhưng mà cả cuộc thi mà mình sẽ tự trải nghiệm thể loại khác mà mình chưa bao giờ hát, có những bài hát mình chưa bao giờ nghe, nhưng mà cũng là một cái trải nghiệm rất là vui, và mình học hỏi thêm, mình lại có thêm kinh nghiệm cho mình. Cảm ơn chương trình đã có một cái sân chơi rất là tuyệt vời như thế này, để mọi người có thể đến từ mọi nơi trên đất nước của mình và có cơ hội để tỏa sáng, được gặp gỡ, được trải nghiệm. Và Trang biết chắc chắn là đây sẽ là một cái sân chơi mọi người sẽ nhớ mãi. Và Trang biết đêm nay không phải là cái đêm sở trường của cả hai anh luôn, nhưng mà mong là sau này khi mà có cơ hội hát những cái bài ca khúc sở trường của mình á, em rất muốn nghe cái sự đúng nghĩa đối đầu mà những cái bài hát mà như ở miền Tây Nguyên anh á. Và chúc mừng cho phần trình diễn tuyệt vời của hai anh năm nay. Buôn làng nhà nông tự tin ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy đàn dưa trắng nhập nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha thi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đá đông đầy, hồn người rắc lây. Hay quá. Và bây giờ cái màn nhung từ từ khép lại. Chúng tôi xin được mời cánh màn nhung mở ra. Nếu 80% trở lên, quý vị sẽ thấy hai người đứng nguyên. Nếu có một người dưới 80%, chỉ còn lại một người. Cũng có trường hợp là hai thí sinh không đạt được 80% từ sự bình chọn của khán giả, thì hai người sẽ không còn ai trên sân khấu. Và bây giờ, thời gian xin được phép mở cánh màn nhung. Cảm ơn ba ban giám khảo đã hết sức nhiệt tình và dành tình yêu cho các thí sinh. Nhưng trong thực tế thì các thí sinh cũng không biết bạn mình sẽ bình chọn như thế nào. Và số bình chọn của Eploy là 76%. Và số bình chọn của Nguyễn Văn Đông là 78%. Chưa được đủ 80%, cho nên hai thí sinh buộc lòng phải rời khỏi cuộc chơi. Để khuyến khích và chúc họ sẽ gặp nhiều may mắn trong bước đường âm nhạc sắp tới. Quý vị
các bạn đang đến với chương trình Nhà Nông Tự Tình 2023. Thưa quý vị, vòng thi đối đầu sẽ được tiếp tục với nhà nông Nguyễn Văn Cường và nhà nông Nguyễn Văn Tình. Sẽ là cặp đôi tiếp theo bước vào vòng đối đầu. Ngay bây giờ, vòng đối đầu của họ thể hiện qua ca khúc được mang tên Đất Phương Nam, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ, phổ thơ Lê Giang. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nhiệt tình, Văn Tình, Văn Cường. Tình ca đất phương nào
qua thăng trầm dòng tố, qua bao cuộc bể nhau mãi dâng cho đời bài tình ca. Thưa quý vị, và bây giờ các khán giả thương yêu, 30 giây bình chọn cho hai thí sinh của chúng tôi. Văn Tình, Văn Cường xin được phép bắt đầu. Thời gian 30 giây đã hết. Chúng tôi xin mời chia sẻ từ giám khảo Thảo Trang. Hôm nay thì chắc chắn là mọi người cũng nhìn thấy được cái sở trường của Tình. Tại vì những cái nốt chạy và những cái quãng của về dân ca miền Nam thì là nó chắc là cũng trong máu rồi và cũng rất là dễ để thể hiện. Nhưng mà Cường cũng hát rất là ngọt luôn, hòa theo Tình cùng với cái ca khúc bài ca Đất Phương Nam này, làm cho mọi người như là thấy mình đang ở Mekong vậy, đưa mọi người về miền Tây, nhìn thấy được sông nước, nhìn thấy được sự chân chất của những người miền Tây. Xin cảm ơn và xin chúc mừng các bạn. Nhưng mà có một cái điều mà em muốn các anh chị hãy rút kinh nghiệm ở những vòng sau á. Có nghĩa là nếu cho dù đó không phải là dòng nhạc sở trường của mình cũng không nên quá lúng túng và tỏ ra mình lúng túng với nó, mà mình hãy chứng minh cho mọi người thấy là mình có thể chơi hết mình cho dù bài hát đó không phải là sở trường của mình. Từ nãy giờ nếu mà không phải là sở trường là các anh chị sẽ rất là thoải mái hơn đúng không? Rè. Mọi người thoải mái lên, tại vì nó là một cuộc chơi rất là tình cảm mà mọi người với nhau ở đây. Em muốn em nhắc lời em chia sẻ chứ. Thực sự ra thì em á anh không có phải là người mà đi hát nhiều á, em chỉ là giường ruộng, mà lần này em lên cái sân khấu này, hồi nãy giờ em nói dưới em lên em hát không biết nổi không nữa anh ơi, em rất là lo luôn, nhưng mà em làm xong cái phần trình bày của mình em vui lắm, rất là vui, cảm ơn. Mọi người cũng hiểu là tâm lý của các bạn là tại vì cũng ít có đứng trên những cái sân khấu lớn như thế này, rồi xung quanh là nhiều áp lực lắm, vừa ban giám khảo vừa những người chấm điểm rồi ánh đèn là người, xung quanh như cá chốt. Nhưng mà đúng là rất là áp lực và rất là run, thể hiện như vậy cũng đã là quá tốt rồi. Dạ đúng, em nghĩ khán giả sẽ rất khó chọn cái tiết mục này, bởi vì á Tình thì có cái chủ động hơn với cái ca khúc này, mọi người đều thấy rõ điều đấy. Nhưng mà Cường thì lại hát những cái đoạn trầm rất là tốt, rất là rõ ràng, nghe những cái đoạn trầm của Cường rất là hay. Hai người hòa quyện với nhau, người làm phần cao rất tốt, người làm phần trầm rất tốt, làm cái bài hát này nó rất là hoàn hảo, không có gì để chê hết. À, xin cảm ơn giám khảo Hàm Lệ Trường và xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Đối với hai giọng hát này, tôi đã được nghe Tình và Cường, một bên là dân ca, một bên là trữ tình, bolero, làm cho tôi cảm giác như hai bạn này sinh ra là để hát những cái thể loại đó. Còn bây giờ đến với cái bài Đất Phương Nam này, là một cái bài nghĩ nó rất là bình thường, nhưng mà từ nhịp phách cho tới cái hào hùng của cái bài hát này rất là khó hát. Sau khi nghe thì chắc chắn rằng mọi người sẽ thấy rằng là giọng hát của Tình trội hơn, vì cái quãng của Tình cao hơn là giọng của Cường. Nếu như cái bài hát này xuống nửa cung, nửa tông thì chắc có lẽ là hợp với lại Cường hơn. Hồi nãy em bị ráng một chút xíu một đoạn, nhưng mà để mà nói rằng là hai bạn không làm tròn cái bài hát này thì không đúng. Hai bạn đã làm hết cái khả năng của mình rồi để mà có thể trình làng một cái bài hát rất khó, đó là bài Đất Phương Nam. Chỉ có một điều là các bạn nên nhớ rằng khi mà mình lên sân khấu mình hát rồi đó, mình không còn là mình nữa. Nhớ không Cường? Dạ. Em bị rụt rè. Cái điều đó là một cái điều không tốt cho một người ca sĩ, một người nghệ sĩ. Khi mà họ đứng trên sân khấu á, cái sự tỏa sáng đó không phải là trong bài hát, mà trong ánh mắt, trong con người. Bài hát đó nó sẽ được tôn vinh là do cái cách thể hiện của mình. Khi mà em hát một cái bài mà hào hùng là Đất Phương Nam mà em rụt rè quá đâu có được, đúng không? Hai em đã làm rất tốt, chưa chắc gì gọi là anh có thể thể hiện tốt như tụi em. Vì bài hát này á, ngoài cái việc mà hào hùng ra, nó còn phải có một cái chất nông dân ở trong đó. Mà tụi em có được cái chất nông dân đó rồi, đó là cái điều mà anh nghĩ rằng là sau chương trình Nhà Nông Tự Tình này rồi, cái bài này khi mà phát lên sóng sẽ được rất rất là nhiều triệu view. Chúc mừng hai em. Đó là cái mà Trương nói, anh Long đã nói giúp Trương rõ ràng hơn. Thật ra cái việc mà rung hay bối rối, đến bây giờ các ca sĩ chuyên nghiệp chắc chắn với mọi người luôn, đêm nào cũng phải rung, cho dù mình hát rất nhiều, nhưng mà mình hết mình với nó thì mình sẽ bớt được cái phần đấy. Dạ chúc mừng. Dạ bây giờ thì trước khi công bố số điểm thì tôi cũng nhờ giám khảo Thảo Trang làm một cái gì đó về Bắc Bộ cũng được,
Trung Bộ cũng được, Nam Bộ cũng tốt. Cho một tràng pháo tay đi quý vị. Những ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng trôi dòng Cửu Long Giang. Trời ơi, hay quá. Trời trời ơi, nghe cái hơi đã quá hả. Em ơi, em chuyển từ miền Trung mà qua miền Tây, mời mốt em dời hộ khẩu về miền Tây đi, không ai nhận ra em miền Trung đâu. Thưa quý vị, và bây giờ cánh màn nhung sẽ khép lại để xem kết quả bình chọn ai còn ai ở ai đi. Bắt đầu. Thưa quý vị, và bây giờ hãy xem cánh màn nhung từ từ mở. Kết quả bình chọn Nguyễn Văn Cường 88%. Và thí sinh cao điểm nhất trong tất cả các thí sinh dự thi với bình chọn 96%. Thuộc về Nguyễn Văn Tình. Như vậy chúng ta đã trải qua vòng thi đối đầu với tất cả các cặp đôi và kết quả như sau, được tiếp tục vào vòng trong, đó là Trần Ngọc Đỉnh 92%, Lê Bá Duy 94%, Đặng Quang Bình 86%, Đinh Trung Hiếu 80% và Nguyễn Văn Cường 88% cùng với Nguyễn Văn Tình 96% và thí sinh thứ 7 đó là Đỗ Thị Hồng Thắm 80%. Thưa quý vị, và chúng tôi xin được chúc mừng các bạn. Chương trình Nhà Nông Tự Tình do Công ty Sáng Tạo và Giải Pháp Truyền Thông số Á Châu thực hiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, Nhà Nông Tự Tình phát sóng lúc 20 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Và chúng tôi hy vọng rằng các bạn đừng bỏ qua chương trình của tuần tiếp theo. Thưa quý vị, Nhà Nông Tự Tình được phát sóng lúc 21:20 trên kênh truyền hình Phú Thọ. Quý vị nhớ đón xem tuần sau nha. Thưa quý vị, chương trình hân hạnh được sự đồng hành của đơn vị quảng cáo truyền thông chính, đó là Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam. Và đơn vị quảng cáo truyền thông đồng hành đó là Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cùng Công ty Cổ phần Superphosphat và Hóa chất Lâm Thao. Xin được mời các thành viên ban giám khảo lên có một bức ảnh lưu niệm với tất cả các thí sinh của chúng ta. Cảm ơn. Rồi, hát hay quá. Xin được nói lời tạm biệt với quý vị, Nhà Nông Tự Tình. Hẹn gặp lại tuần sau. Kết thúc đêm thi đối đầu nhiều cảm xúc, đã có 7 thí sinh giành được quyền bước vào đêm bán kết. Hành trình đi tìm ngôi vị quán quân ngày càng trở nên thú vị và hấp dẫn. Thử thách nào đang đợi thí sinh ở phía trước? Thí sinh nào sẽ chiếm được trái tim của khán giả và sự công nhận của ban giám khảo trong vòng thi tới? Cùng chờ đợi sự bùng nổ trong các phần trình diễn của thí sinh trong đêm bán kết ở tuần sau. Chúng ta cùng đón xem chương trình Nhà Nông Tự Tình phát sóng lúc 20 giờ thứ 7 kênh truyền hình Vĩnh Long 2, 21 giờ 20 thứ 7 trên kênh truyền hình Phú Thọ.